Bước sang phần 2, vừa rồi các bạn nhìn thấy mình hướng dẫn cho các bạn phần 1 móc cái bên đối xứng này, bên mặt đằng sau này là tổng là 52 hàng giống như bên kia đối xứng nhau. Ở đây mình đã hoàn thành xong. Thì hoàn thành xong thì các bạn lấy kéo cắt sợi để chúng ta bước sang cái phần. Có nghĩa là ở đây mình sẽ giới thiệu gọn từng phần từng phần một, sau đó chuyển sang phần hông. Ở đây chúng ta móc đáy liền, do vậy chúng ta không phải móc đáy nữa. Đây các bạn nhìn thấy đây. Các bạn phải xác định được là bên nào của chúng ta nó nhẵn đẹp. Đây này, nhìn đây này. Nó không bị lộ cái đường mà chúng ta bớt mũi đây này, chỉ cái đường gồ ghề đây này. Và bên dưới nữa. Đấy, thế thì xác định bên nào nhẵn thì chúng ta đặt nó là bên phải. Vậy thì bên phải của mình đây là đang là mặt nhẵn. Nhớ cái chỗ phần bớt mũi này ở bên trái nó gồ lên. Đấy, đây. Còn bên phải nó mượt. Đấy, thì các bạn đặt đây là bên phải. Thì các bạn cùng chuẩn bị cước cho mình. Cước nẹp. Bài học này nó khác với bài học khác là chúng ta phải dùng cước nẹp, bởi vì chúng ta là dáng này là nó hơi vát từ dưới lên chứ không phải vát chéo như các cái túi khác. Đấy, hơi vát. Nếu chúng ta nẹp căn vát thì nó sẽ không được phẳng nhẵn đều ở cái mép này, nó sẽ bị mấp mô, thì như vậy túi của chúng ta không được sắc nét. Do vậy mình hướng dẫn cho các bạn là bài học này chúng ta nẹp cước kết hợp với căn vát. Các bạn chuẩn bị cước cho mình, cước này là cước 1mm thôi, nó nhỏ nhỏ mềm mềm này thôi nhá. Các bạn nhìn này, chúng ta bắt đầu đặt này. Đặt cước như chúng ta đã nẹp mũ hoặc nẹp các sản phẩm khác các bạn đã làm rồi. Đặt cước ở bên dưới này chừa khoảng 3cm, đặt chỉ xuống phần bên dưới. Sau đó chúng ta bắt sợi vào như bình thường. Sợi này bắt vào cái chỗ điểm giữa giao nhau giữa hai cái mảnh tấm thân chính và thân phụ này. Nhớ là đây là mặt phải nhá, mặt trái nó sẽ phần bên dưới. Các bạn bắt sợi vào và móc như bình thường, mỗi chân một mũi móc đơn. Một số bạn không xác định được đâu là mũi móc đơn của cái phần ria này thì các bạn cùng nhìn nhé. Cái khe rỗng này này, đây này, tại cái khe rỗng này này. Đấy, một mũi móc đơn. Đấy, cái chân này nữa, đây cái chân này giao nhau thẳng đây một mũi. Đấy, giao nhau giữa hai cái mũi này này, đây này. Nó chính là cái rãnh này này một mũi và cái chỗ này một mũi. Nó rất là dễ phát hiện thôi. Đây, khe này này, một mũi này. Đấy, giao nhau giữa hai. Cứ giao nhau giữa hai hàng nó là một mũi. Vì lúc đó chúng ta đã nên cao một xích thì chính nó là cái điểm để chúng ta móc vào một mũi móc đơn. Các bạn phải xác định rõ nhé. Đấy. Mỗi chân một mũi móc đơn này này, khe giao nhau chính là khe này. Đấy, giao nhau giữa hai hàng này, đây chính là cái điểm này. Như vậy chúng ta nẹp xung quanh mỗi chân một mũi móc đơn bình thường. Đấy, sau được một đoạn các bạn để tay miết ra như thế này, miết phẳng nhá. Đấy, để thừa 3cm này. Thì đó là cách nẹp cước của bài học này. Các bạn thứ tự nẹp cho mình từ đầu đến điểm cuối cho đến điểm góc này nhé. Ở đây các bạn cùng nhìn thấy mình đã móc đến điểm cuối cùng và chúng ta xác định được là nó hơi vát một chút, ít ra tận góc này đấy. Đặt thẳng thì chúng ta mới nhìn thấy được là nó có vát, chiều vát đây. Sau đó cái điểm cuối cùng này thì các bạn móc cho mình đây. Tại cái điểm cuối cùng này nhá. Móc một mũi móc đơn này, móc hai mũi này. Đấy. Các bạn móc cho mình thêm một mũi nữa là 3 mũi vào một chân. Đối với tất cả các góc các bạn đều móc như vậy cho mình nhá. Đây 3 mũi vào một chân. Tay các bạn miết phẳng để cho sản phẩm chúng ta được thẳng mép. Tiếp theo thì cái phần này nó rất đơn giản rồi, chúng ta lại tiếp tục móc vào cái hướng này, hướng bề rộng của túi này. Mỗi chân một mũi móc đơn như bình thường. Đấy, các bạn quanh về. Mỗi chân một mũi móc đơn. Các bạn nhìn thấy nhé, chúng ta móc mỗi chân một mũi móc đơn. Nhớ điểm góc 3 mũi vào một chân. Thì thứ tự ở đây các bạn nhìn để theo dõi thì chúng ta làm tương tự này. Mỗi chân một mũi móc đơn đến điểm cuối cùng này, các bạn đặt cái sợi thừa này giấu bên dưới đi nhé. Đấy, thì cái điểm cuối cùng này các bạn cũng móc cho mình 3 mũi vào một chân. Xong cái cạnh này các bạn lại lấy tay vuốt từ phải sang trái để cho cái sản phẩm chúng ta được thẳng. Sau đó các bạn lại làm ngoảnh sang bên này, móc thẳng xuống phía này, giống tương tự đối xứng như bên vừa rồi chúng ta đã nẹp bên này. Đấy, sang bên này, đến góc này thì các bạn cũng móc 3 mũi vào một chân. Sau đó lại vuốt thẳng, đấy, từ phải sang trái như thế này để cho nó phẳng. Sau đó đến góc này cũng 3 mũi vào một chân.
móc thứ tự sang điểm này, cũng vuốt thẳng, nhớ là phải vuốt do chúng ta nẹp cước chứ không phải nẹp căn vát, do vậy là cần phải để phẳng. Tiếp theo, 3 mũi vào một chân, đến điểm này các bạn cũng giấu sợi bên dưới, móc mỗi chân một mũi móc đơn đến điểm nẹp cước này nhé. Sau đó các bạn cũng vuốt thẳng cho mình, rồi lấy tay vuốt trải thẳng cả cái tấm này để chúng ta kết thúc cái phần nẹp cước. Thì phần tương tự các bạn làm cho mình đến xung quanh như mình vừa hướng dẫn đến điểm cuối này nhé. Thì chúng ta bước vào cái phần khâu căn vát. Ở đây mình đã nẹp đến cái phần chỗ giao nhau hai cái mảnh đây rồi, các bạn nhìn thấy. Thì các bạn nhìn thấy đây, nhớ là phải vuốt thật đều để cho các cái mảnh này chúng ta nó được phẳng nét, thì sau lên sản phẩm của chúng ta mới được đẹp được. Đấy, thì đến đây thì các bạn dùng kéo để chúng ta cắt cái phần cước thừa này. Đấy, kéo dày, kéo to để chúng ta cắt. Thì các bạn cùng nhìn thấy nhé, chúng ta này, nó sẽ các bạn một là dùng kẽm, hai dùng băng dính, các bạn chồng nó vào này, dính chồng nó vào nhau. Đấy, thì ở đây mình móc qua cho các bạn nhìn thấy, chúng ta sẽ phải móc vượt qua cái chỗ này. Đấy, mỗi chân một mũi. Các bạn cứ móc chồng qua như vậy. Sau đó đến điểm này các bạn nối trượt vào cái điểm đầu tiên lúc chúng ta bắt sợi vào để kết thúc cái phần nẹp cước. Nhớ là nối trượt nhé. Để kéo cắt sợi, kết thúc phần nẹp cước. Sau đó các bạn thít thật chặt và giấu ở bên dưới nhé. Đấy, các bạn nhìn thấy sản phẩm của chúng ta ra sau rất là đẹp. Tiếp theo, do là chúng ta nẹp cước để mục đích này, cái mép này nó phẳng này, nó thẳng và nó tạo được cái đường hơi phát thôi, chứ không phải nếu là giá túi chúng ta cứ móc thẳng không lên đây thì nó rất là xấu, nó không đẹp, loe quá thì cũng không đẹp. Đấy, do vậy chúng ta chỉ tạo hơi xéo thôi. Thì chúng ta cần phải làm cho nó cứng, mà cứng thì chúng ta phải cần can vát. Thì các bạn cần chuẩn bị cho mình tấm can vát. Can vát thì có rất là nhiều loại, loại ô nhỏ, loại ô tròn, loại ô tròn, ô vuông to. Ở bài này mình gửi cho các bạn là can vát lỗ tròn, kích thước nhỏ thôi, 35-40, 35-52. Thì các bạn đặt ra ở đây mình ướm tạm nhá. Đây, đặt ra thì nó vẫn thừa thoải mái ở cái điểm đầu này. Đây là tấm can vát nhỏ để mình ướm. Còn đây này, đấy, thừa ra thoải mái. Chúng ta cắt đặt theo cái bề rộng, bề chiều chiều dọc của tấm. Còn đây mình tận dụng cái phần can vát thừa của mình làm chiếc túi trước. Cái tấm can vát to này thì chúng ta cũng đặt cái chiều dọc này. Can vát này mình trước, hôm trước mình làm chiếc túi màu kem kia thì dùng hết, chưa hết nửa. Do vậy một tấm này chúng ta chia được hai túi. Đây. Chúng ta đặt chiều dọc nhé. Sau đó các bạn cắt cho mình thẳng. Chúng ta cắt ướm trước, sau đó chúng ta mới đi đến đâu thì chúng ta cắt gạt bớt. Thì các bạn đo ướm này từ mép này sang bên kia. Đấy, một ô như thế này. Thì kích thước chừng 20 cm, các bạn đo chừng 20 cm nhá. Đến đây các bạn cắt thừa bỏ nó đi. Cắt thừa để cho nó gọn, cái phần tấm này thì chúng ta khâu vào mới dễ. Các bạn cắt dọc cho mình. Cắt dọc nhé. Sau chúng ta sẽ cắt bỏ các cái phần kia sau. Đấy, ở đây mình đã cắt xong vì vẫn đây đo ướm lại thì vẫn thấy thừa. Và các bạn phải cắt cho mình cái điều này, đầu này này, nhọn vát vào này. Đấy, cắt vát vào. Các bạn đặt vào. Chúng ta phải đặt căn vát sát với cái mép này. Đấy, mép này. Cái ô này sau đó thừa chúng ta sẽ phải cắt bỏ cái ngấn này đi. Ở đây chúng ta ướm này, như vậy chúng ta phải cắt bỏ bớt hai ô bên ngoài này đi. Ở đây các bạn nhìn thấy chúng ta ướm vào nó đã vừa với cái tấm. Chúng ta phải căn nhìn thấy ở cái hai mép ngoài này, cái phần đáy của cái túi này này, nó phải vừa với chạm với hai mép như thế này. Đấy. Còn phần trên chúng ta sẽ cắt bỏ nó đi. Thì chúng ta xác định này,
các bạn đi cho mình từ điểm này nhé. Từ điểm giữa này, giao nhau này, đi từ điểm giữa nhá. Ướm này, ướm đây nhá. Nó phải chạm cái mép của nẹp cước đây, ướm này. Đặt thẳng xuống. Đi từ đây. Thì lúc này các bạn cần chuẩn bị cho mình kim khâu sợi. Chuẩn bị kim khâu sợi này, và các bạn lấy cái sợi chúng ta vừa móc xong ấy để các bạn khâu căn vát vào. Rồi các bạn nối vào đây. Thít nút vào đây. Đây. Nhớ này, đặt chườm ở chỗ này. Sau đó các bạn đặt cái phần g xuống dưới nhá. Cái phần có đường g xuống dưới này. Đây. Sau đó này. Cái phần mà phần mé này các bạn đặt này, nó chạm cái mép vào các bạn nẹp cước, sau đó đưa kim xuống này. Giao chỗ giao nhau này này. Đưa kim xuống này. Đưa kim xiên lên này. Có nghĩa là các bạn phải xiên kim từ dưới lên này. Sau đó đây này, đặt vào. Xiên xuống này, nghĩa sang ô canvas bên cạnh này này, thứ tự mỗi ô chúng ta xiên một mũi. Nhưng chú ý ở cái bên phải á. Bên phải này này, phải chú ý là để ý cho nó không bị lộ cái đường xấu nhá. Bên phải này, ngay chân bên cạnh ấy, được một đoạn các bạn lại phải nhìn xuống. Đấy, xiên xuống này. Đi đến đây. Các bạn xiên lên. Lại chú ý cái mũi bên này này, cho nó không bị chồng cộm lên nhau. Đây này, nhìn để ý cái bên này còn là quan trọng nhất. Các bạn xiên lên. Sau đó lại xiên xuống ngay vào cái lỗ canvas bên cạnh. Đi đến đây các bạn nhìn chú ý này. Khi đi đến đây nó, cái phần mép này nó vát thì nó chừa, thì các bạn dùng kéo này đi đến cái khoảng giữa, bắt đầu phần bớt mũi, các bạn cắt vào một ô canvas này, rồi chúng ta đi lên trên, bỏ nó đi, có nghĩa là làm sao cho nó vừa với cái tấm chúng ta móc ấy. Đấy, đây các bạn nhìn thấy, nhớ nhá, đi đến nửa cái phần này các bạn cắt cho mình như vậy, sau đó các bạn cũng khâu giáp, khâu vào bên trong, đi xung quanh như thế này. Đến điểm này các bạn lại cũng cắt bo tròn ra giống bên này như mình vừa làm. Sau đó chúng ta đi xuống thì cắt cũng giống bên đây, cắt. Ở đây mình làm trước rồi các bạn nhìn và làm theo nhé. Các bạn cắt bo vuông này. Đấy, bo vuông này. Đi đến đây thì các bạn cắt bớt cái phần này đi. Cắt bớt đi. Được nửa thì chúng ta mới cắt bỏ cái đầu này để cho đối xứng với bên này. Đây các bạn cùng nhìn thấy, làm sao cho cái phần canvas nó nằm trong cái đường mà chúng ta nẹp canvas này này. Đây, xung quanh nhớ đây, cắt bo vát, cắt thẳng rồi cắt. Đây, cắt chưa đến cái ô vuông này, rồi móc thẳng ra đây. À, rồi dắt thẳng ra đến điểm này, đến điểm bên đây. Đi đến nửa này các bạn cũng cắt thụt vào và cắt thẳng đến đây, rồi bo tròn xung quanh. Giống vừa rồi chúng ta đã cắt, bên này cũng giống thế. Sau đó các bạn ráp như mình vừa hướng dẫn cho các bạn. Ráp mỗi ô canvas này này, khâu nó vào canvas để cho nó nằm yên. Nhưng nhớ bên phải này là các bạn phải chú ý cho nó không chồng nhau, không bị lộ cái đường chúng ta khâu là được. Cứ đi thẳng xung quanh mép. Đấy. Mục đích để canvas nó nằm trong cái phần tấm chúng ta móc, để cho nó phẳng đẹp mà không bị chườm ra ngoài. Đấy.
Các bạn nhớ chú ý là chúng ta phải cắt căn vát gọn xung quanh mép này, khâu mép phải không bị lộ ra bên ngoài, thì đó là cái phần cắt căn vát và khâu căn vát vào tấm móc. Thì các bạn hoàn thành cho mình nốt cái phần này nhé, để chúng ta kết thúc phần 2. Phần căn vát này là phần nhập cước và căn vát. Nhớ là chúng ta khâu như mình vừa hướng dẫn nhé. Sau đó đi trong này các bạn cũng khâu như thế, các bạn đều làm được vì rất là đơn giản đấy. Thì như vậy mình vừa giới thiệu cho các bạn cách nhập cước và khâu căn vát và tấm móc để chúng ta kết thúc phần 2. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 3 hướng dẫn cho các bạn móc hông và lắp phụ kiện nhé. Mình kết thúc phần 2 tại đây.